Sáng nay, Ủy ban nhân dân phường 5 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục đưa 4 máy múc đến tiến hành nạo vét đất bồi cũng như rác thải dọc suối Cam Ly để hạn chế ngập úng mỗi khi mưa lớn. Theo kế hoạch, số máy múc trên cùng một số phương tiện cơ giới khác sẽ hoạt động liên tục trong thời gian khoảng 1 tuần để tiến hành nạo vét đá dòng suối, mở rộng bờ những đoạn suối nhỏ hẹp nhằm khơi thông dòng chảy. Cùng với đó, tiến hành phát quang bụi rậm, thu gom rác thải dọc suối Cam Ly có chiều dài hơn 1 km. Tính từ chân thác đến khu vực cầu sắt Hàng Thuyên, phường 5, thành phố Đà Lạt. Trước đó, vào đầu tháng 9, tại thành phố Đà Lạt xảy ra vụ ngập úng cục bộ khu vực đường Phan Đình Phùng, Tô Ngọc Vân, Quảng Nhân Thụ. Trong đó có nguyên nhân do dòng chảy suối Cam Ly bị thu hẹp.